Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết mưa bão hiện nay, nhất là áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, để kịp thời ứng phó trước thiên tai, chiều nay ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có cuộc họp cùng các ngành chức năng để nghe báo cáo tình hình và kế hoạch ứng phó. Qua nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Phước Thiện yêu cầu các sở ban ngành tỉnh và thành viên ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ động các giải pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn và triều cường, kịp thời thông tin, cảnh báo để các đơn vị địa phương và người dân nắm. Các ngành giao thông và xây dựng chủ động các bước trong việc thi công nhằm thi công an toàn, không ảnh hưởng tiến độ. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật thông tin cảnh báo thiên tai để từng địa phương nắm bắt và có phương pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.